Mọi người ơi, mọi người ơi, vào lại nhá, vừa bị lãng mạn nên là vừa bị đẩy ra, Facebook vừa bị đẩy ra ấy. Thiền đình mọi người ơi, không có ai đâu, Hóa ơi lên đây. Mọi người ơi, em vào lại nhá, cái Facebook nó vừa tự đẩy ra ngoài ấy. Chào Nguyễn Nga, Nhan Hoa đỡ chưa? Chào bé Mapute. Mọi người ơi, chia sẻ đi, chia sẻ rồi comment luôn số điện thoại nào, để em ghi luôn phiếu nào, để mình ghi luôn phiếu nào không? Để ghi luôn phiếu bốc thăm trúng thưởng nào. Comment luôn số điện thoại đi mọi người ơi. Sơn sát sinh, Nghi Hà, chào mọi người nha. Mọi người ơi, vào comment luôn số điện thoại đi để mình ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng nào. Nhớ là chia sẻ nha mọi người. Rồi hệ thống Messenger em vừa ghi phiếu cho chị xong thì cái mạng nó bị ao ra bé mập cute nha. Hôm nay em lên chia sẻ hội nhóm cho chị được rồi. Rồi Linh Miến ơi, comment số điện thoại đi để chị ghi phiếu cho em nào. Để chị ghi phiếu nào em ơi. Nhớ là trước khi vào comment số điện thoại thì phải chia sẻ đầu tiên nha mọi người ơi. Chia sẻ theo dõi và kết bạn Facebook nha. Nghi Hà rồi, ok Nghi Hà. Mọi người mới vào chia sẻ rồi comment luôn số điện thoại nha. Để còn ghi tên nha, bốc thăm trúng thưởng nha. Vừa vào lại phải vào lại đấy. Vào đi mọi người ơi, đâu rồi? Comment số điện thoại đi để mình ghi tên nào. Chào Hoàng Anh Gia Bảo nhá. Comment số điện thoại đi để ghi tên luôn nhá. Nhớ là chia sẻ nhá, nhớ chia sẻ nhá, rồi comment số điện thoại nhá. Kim Thủy, chào Kim Thủy nhá. Chào Thùy Liên, rồi ok Linh Miền chị ghi phiếu rồi đấy. Thanh Kim nữa Chào Mai Hoàng nha. Mọi người ơi, vào comment luôn số điện thoại đi. Mọi người vào xem comment luôn số điện thoại cho em đi nào. Để còn bốc thăm trúng thưởng nào mọi người. Chào Nguyễn Nhân nha, Nguyễn Nhân. Rồi ok em, Linh Miền ơi cứ chia sẻ đi em. Chào Ngọc Huyền nha. Chào Hoàng Dương, mọi người ơi vào comment luôn số điện thoại đi. Rồi Nguyễn Nhân, comment số điện thoại cho chị đi để chị ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng nào em. Chào Liên Nguyễn ạ. Hoàng Dương ơi, comment luôn số điện thoại đi. Mọi người ơi, đừng mời chị phát trực tiếp nhé. Bởi vì là nếu mà mời thì như thế tương tác nó sẽ bị ấy, mới lại mạng nó đang bị có vấn đề. Rồi, có số điện thoại Mai Hoàng rồi nha. Mọi người ơi, ai muốn bốc thăm trúng thưởng thì comment luôn số điện thoại đi nào. Để ghi phiếu nha mọi người. Ghi phiếu bốc thăm trúng thưởng nha. Mai Hòa rồi. Ngọc Huyền rồi, ok. Nhớ nha mọi người ơi, nhớ trước khi comment số điện thoại thì chia sẻ, theo dõi và kết bạn nha. Ngọc Huyền. Thường Nguyễn, ok. Chào Mô Môn nha. Em ơi, vào chia sẻ chị đi. Hoàng Dương, ok. Giống này, giống làm miễn đôi cũng được. Gửi thì gửi từ hôm sau đấy em nhá. Gửi từ hôm sau đấy nhá. Gửi từ hôm sau đấy nhá. Comment số điện thoại đi mọi người ơi. Chào Hưởng Lai nhá. Ngọc Huyền chị vừa ghi rồi đấy. Ngọc Huyền vừa ghi rồi đấy. Ai chưa có số điện thoại comment luôn. Rồi ok, Bùi Thủy nào. Comment luôn số điện thoại đi. Trước khi comment mọi người nhớ là chia sẻ nha. Chia sẻ, theo dõi và kết bạn nick Facebook của mình nha. Thì mới nhận được quà nha. Nguyễn Nhân rồi, ok. Nguyễn Nhân lúc nãy hình như chị ghi được sao nhỉ? Nguyễn Nhân. Nào comment số điện thoại nào mọi người ơi. Comment số điện thoại nào. Nhớ là trước khi comment số điện thoại thì chia sẻ nha. Chia sẻ theo dõi và kết bạn nha. Để chị ghi phiếu này để bốc thăm trúng thưởng nha mọi người. Có em chưa? Có rồi bé mất cute. Chị vừa ghi em rồi đấy. Chào Hồng Nghị nha.
Hương Lan rồi, ok. Nhớ là chia sẻ bài viết nha mọi người ơi. Hương Lan. Cho em một vé rồi, Nguyễn Lý ơi, ghi comment luôn cho chị số điện thoại đi. Comment số điện thoại cho chị đi để chị ghi vé nào. Thuyền Nguyễn Bích. Nguyễn Lý rồi, ok. Nào mọi người ơi, bốc thăm trúng thưởng lấy quà nào mọi người. Bốc thăm trúng thưởng lấy quà nào mọi người ơi, bốc thăm may mắn nào. Comment số điện thoại luôn nào. Nguyễn Lý rồi nha, ok Bùi Thúy nha. Nhớ là chia sẻ này, theo dõi và kết bạn nick Facebook của chị nha. Để khi mà mình nhận quà ấy, thì chị sẽ check lại một lần nữa nick các bạn nhé. Ai mà hợp lệ thì bắt đầu mới 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 nhận được quà nha. Ban mai xanh rồi, ok ạ. Ban mai xanh. Đủ 30 người là bốc phiếu đầu tiên nha mọi người. Đủ 30 người là bốc phiếu đầu tiên nha. Dương Như. Nhớ là chia sẻ, theo dõi các bạn nha. Không lát nữa nếu mà được quà mà chưa chia sẻ, chưa theo dõi kết bạn thì lại không được tính quà đâu đấy. Hoàng Hiếu, Hưng Vũ. Hoàng Hiếu. Mấy cái túi lên như nào? Mấy cái túi gì á? Túi gì Cô đầu là vừa quay lại à? Hưng Vũ. Rồi ok, Felicity Hồng. Nhớ comment số điện thoại nha mọi người. Nhớ cứ nhớ là chia sẻ rồi comment luôn số điện thoại cho mình nha. Chào Quan Hằng nha, chào Nguyễn Hùng. Mọi người ơi, chia sẻ đi ạ. À. Được 30 người là bốc phiếu đầu tiên nha. 30 người xem thì bốc phiếu đầu tiên luôn mọi người ạ. 30 người thì bốc phiếu đầu tiên luôn nha. Trần Mai Xuân, comment luôn cho chị số điện thoại đi em. Ở cái móng tay. Ở cái móng tay giả hôm qua. Sao sao rồi, ok. Nhớ là chia sẻ nha mọi người. Trước khi comment số điện thoại nhớ là chia sẻ nha. Hôm nay có cái hộp hơi bị xịn luôn này. Hộp này hơi bị lịch sự luôn này. Sen Trần Thị rồi, ok, Sen Trần Thị này. Chuẩn bị bốc nha mọi người ơi, chuẩn bị bốc nha. Quà là có rất là nhiều phần quà, lát nữa chị sẽ nói cái phần quà cho mọi người nha. Đỗ Lan. Nhận. Cái hôm qua. Đỗ Lan. Tí check lại nick xem là có bạn nào ấy. Mọi người ơi vào comment số điện thoại, comment số điện thoại. Nhận quà rồi còn đổi free ship nữa mọi người. Quan Hằng. Không free ship luôn nha. Mọi người nhận quà rồi trị giá 300 mấy, 400 mấy rồi. Mọi người phải trả tiền công em gửi chứ. Tiền ship đấy là mọi người trả tiền công người ta gửi thôi nha, không phải gửi cho mình đâu. Trần Mai Xuân rồi, Trần Mai Xuân có rồi. Gái xinh Lê Hiền Hứa, nhớ là chia sẻ nha mọi người ơi. Rồi chị sẽ nói qua nha, rồi chị sẽ nói qua cái phần quà chị tặng mọi người nhá. Mọi người thích quà gì thì tặng quà đấy nhá. Mọi người chỉ quan tâm đến quà thôi. Chỉ quan tâm đến quà nhiều thôi. Hiền Hứa. Rồi chuẩn bị bốc nha mọi người. Chuẩn bị bốc nha, chị bốc nha. Bốc nha, có 27 người thôi nhưng mà bốc luôn. Ai đây, ghi được tương đối là cũng được nhiều nhiều phiếu rồi đấy. Tương đối nhiều phiếu rồi nhá, mọi người ở lại nhá. Ai mà ra mà tí nữa chị gọi mà không thấy được quà, mà gọi không thấy lại mất như hôm qua ấy. 5 6 phần quà liền đều các bạn không không có ở có mặt ở trên live nên là bị mất hết quà luôn. Rồi ok. Cái gì ạ? Hạnh cái gì đòi gì cơ? Hôm qua em trượt mà, gái xinh hôm qua trượt đúng không? Rồi ok, Hạnh Vương. Nhớ nha mọi người ơi, nhớ nha, nhớ nha, nhớ là phải ở trong live thì mới được tặng quà nha. Như hôm tối tối hôm qua ấy,
năm 4 năm chiếc vòng tí hưu may mắn liền mà mọi người không ở đây nhận quà thì thực sự là rất là phí. Hôm nay chắc mọi người xem lại like thì thấy 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 mình trong cái số người nhận quà thì chắc là tiếc lắm. Rồi Bùi Thủy chị ghi phiếu rồi. Em mới vào thôi rồi ok nha. Ok nha, chị bắt đầu bốc nha. Mình bắt đầu bốc nha mọi người ơi, bắt đầu bốc nha. Bắt đầu bốc món quà đầu tiên này. À nói luôn món quà đầu tiên mình tặng mọi người này. Món quà đầu tiên mọi người tặng mọi người là nhẫn đi. Nhẫn kim tiền nhá. Món quà đầu tiên tặng là một nhẫn kim tiền nhá. Đấy hôm nay chị đeo nguyên bạc, nguyên màu trắng nha, nguyên bạc trắng luôn. Hôm nay đây món quà đầu tiên là một nhẫn kim tiền nha mọi người. Một nhẫn kim tiền vàng nha. Rồi ok chị bốc luôn. Nhớ nha mọi người ơi, món quà đầu tiên là một chiếc nhẫn kim tiền vàng. Nhớ nha mọi người. Bốc nha mọi người ơi. Ai không có ở trong line này mà không có tên ở trong này mà có tên ở trong này thì là hủy quà luôn nhá. Phải theo dõi thì mới có quà nhá. Đây một phiếu. Một phiếu đây mọi người nha. Một phiếu đây không biết là ai luôn nha. Một phiếu mọi người có thấy hồi hộp không? Rồi ok ghi cho chị Hà luôn đi. Nửa chị. Thích cầm luôn đi này. Đây nha, đây nha, đây nha, đây nha. Đây nha, cái phiếu đầu tiên nha, mở luôn nha chị, mọi người ơi. Đây, mình nói trước là cái nhẫn, à cái phần quà đầu tiên là một chiếc nhẫn, nhẫn kim tiền nha. Phần quà đầu tiên là một chiếc nhẫn kim tiền nha mọi người ơi. Lát nữa thì càng game sau càng có nhiều phần quà hấp dẫn luôn. Có rất là nhiều 4-5 phần quà luôn nha. Hường Nguyễn có đây không ạ? Hường Nguyễn đâu ạ? Hường Nguyễn có đây không? Tài khoản bị khóa em ơi, cứ ai comment số điện thoại kiểm tra nick rồi này, chia sẻ rồi mới ghi phiếu nha. Hường Nguyễn có đây không ạ? Hường Nguyễn đâu rồi? Có thì ơi một cái. Không thì chị bắt đầu đếm ngược nha. Bắt đầu đếm ngược từ 10 xuống nha. Hương Nguyễn đâu rồi? 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 hết giờ Hương Nguyễn. Hương Nguyễn chắc lại vào xong là lại ra rồi. Đấy, lại ra rồi, bất thần quá nha mọi người ơi. Đây mọi người nhìn nhá, gọi bao nhiêu lần rồi ấy, gọi suốt từ nãy giờ nhá, không để mọi người mất thời gian đợi lâu đâu. Hường Nguyễn nhá, hủy Hường Nguyễn nha mọi người ơi. Hường Nguyễn ra rồi nhá, ra rồi đấy, mất phần quà đấy, bảo trước rồi, đừng có ra, ra đến lúc bốc vào thì lại mất phần quà đấy. Phải theo dõi thì mới có quà chứ, chứ không là biết tặng vào đâu. Ra rồi thì không có số điện thoại để tặng đâu. Rồi ok. Bốc tiếp nha mọi người, bốc tiếp nha, bốc tiếp nha, một chiếc nhẫn kim tiền vàng nha. Bốc tiếp nha mọi người ơi. Nhớ nó phải ở trong like nhá. Không bốc vào như bạn Hường Nguyễn này không thấy ở đâu cả đây này. Bốc nha mọi người. Phiếu tiếp theo. Phiếu tiếp theo. Hoàng Dương sao đấy? Cầu mong mình là người may mắn à? Ghi phiếu cho Kim Anh Nguyễn Thị với chị rồi ok, đây. Đây nhá. Mọi người ơi, mấy 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 bạn vào sau nha, chị đều ghi phiếu nha. Cứ comment số điện thoại đi. Thấy môn môn rồi, chị thấy rồi. Nha, bắt đầu nha, mở nha. Mọi người ơi, có hồi hộp không? Biết đâu lại là ai nhỉ? Ai đây? Ai đây nhỉ? Mọi người có đọc được không? Sen Sen Trần Thị. Sen Trần Thị đâu ạ? Sen Trần Thị đâu ạ? Sen Trần Thị đâu? Vào nhận quà. Có thì comment luôn cho chị đi em ơi, Sen Trần Thị đâu rồi? Sen Trần Thị đâu rồi nhỉ? Bắt đầu đếm này. Rồi ok, Sen Trần Thị comment lại cho chị số điện thoại đi em. Comment lại cho chị số điện thoại đi. Chúc mừng Sen Trần Thị nha. Một chiếc nhẫn kim tiền là dành cho Sen Trần Thị nha. Một chiếc nhẫn kim tiền nha, Sen Trần Thị nha. Comment lại cho chị số điện thoại em ơi. Đây Sen Trần Thị. Comment lại cho chị số điện thoại nhá. Này mọi người ơi, mới vào thì nhớ là chia sẻ rồi comment số điện thoại để chị ghi phiếu nhá. Rồi ok, xin Trần Thị comment lại cho chị số điện thoại đi. À rồi ok, tài khoản bị khóa ở đây chị một tí nhá. Đã có số điện thoại của xin Trần Thị rồi. Ok, quan hàng ghi rồi em ơi, ghi rồi.
Cứ vào chia sẻ rồi comment số điện thoại là chị ghi luôn. Em một phiếu chị ơi. Bé chảnh bé rồi, ok một phiếu nha, bé chảnh bé. Tài khoản bị khóa này, một phiếu. Ngày sinh. Nha nha nha, xong phần quà đầu tiên nha, bắt đầu. Tiếp theo này, đợi chị ghi thêm một hai phiếu nữa đã, xong lại bước tiếp. Đợi ghi một hai phiếu đã xong bước tiếp nhá. Nhớ là phải ở trong like nha mọi người ơi. Cái like của chị like thì cứ cứ 5 phút là chị bốc một lần, 5 phút bốc một lần nhá. Như tối qua ấy, mất phải 4-5 phần quà cho một 4-5 bạn và không không có mặt ở đây. Bởi vì là các bạn không theo dõi like. Nên là chị gọi không thấy đâu, như cái bạn lúc nãy ấy, bạn Nguyễn ấy. Thành ra là bị mất quà. Món quà thứ hai chị tặng mọi người này. Một thỏi son 3CE nha. Một thỏi son 3CE nha, món quà tiếp theo nha. Hôm qua mình không được tặng son về phấn. Hôm nay mình lại quay trở lại tặng tất cả các món quà luôn. Một thỏi son 3CE siêu lì nha mọi người. Siêu lì nha, chỉ giá 350k nha. Con, thank you. Mong vào em rồi, ok. Đây đây, chị thêm thêm phiếu này. Bốc luôn nha, bốc luôn nha, bốc luôn nha. Bốc nha, bốc để nhận son nha mọi người. Son 3CE nha, son kem siêu lì nha mọi người. Đấy, hôm nay chị phải đeo cái khuyên tai như này để cho mọi người nhìn thấy là thả tóc đeo khuyên dài nó rất là đẹp. Không biết có đẹp hay không nhưng mà nó cũng cũng hợp. Ồ rồi, chị cảm ơn Hường nha. Hôm nay chị. Rồi bây giờ bắt đầu bốc nha, nhớ là chia sẻ cho mình nha. Nhớ chia sẻ nha. Bốc nha, bốc nha, bốc nha, không biết là nick ai đây. Đây cái này nick chồng mình không tính này. Mình gỡ ra mình lấy lại. Nick chồng của nhau. Bảo mật luôn nha mọi người, bảo mật luôn nha, không biết ai đâu nha. Mị đi may mắn đâu rồi. Mọi người rất là mong có quà. Ok, môn môn, môn môn lúc nãy chị ghi phiếu rồi đấy. Nha mọi người ơi, đây là ai đây, tiếp theo là ai đây. Trời hôm nay không đeo móng giả nữa nè. Cái tay nó hơi bị xấu. Ai đây à, ai đây nhờ, ai đây nhờ. Cái gì đây, Nguyễn Lý đâu, Nguyễn Lý đâu. Nguyễn Lý có ở trong live không? Nguyễn Lý có ở trong live không? Nhận quà son đây này, nhận son này. Nào Nguyễn Lý đâu rồi, có ở live không? Không là chị đếm ngược đấy nha. Ít nhất là cho thời gian các bạn 2 phút rồi. Từ lúc chị đếm đến lúc chị ấy. Rồi ok, Nguyễn Lý này, Nguyễn Lý rồi. Chúc mừng Nguyễn Lý nha. Comment luôn cho chị số điện thoại nào em. Để nhận son nào. Để nhận son nào. Chúc mừng Nguyễn Lý nha, đây nha, quà của Nguyễn Lý đây nha, chị cho luôn vào đây nha, cho luôn vào hộp nha. Rồi ok, nhận được số điện thoại Nguyễn Lý rồi nha. Phúc Phúc Ngọc Trần, rồi ok, Trần Ngọc Phúc, comment số điện thoại đi, rồi chị ghi phiếu nào em ơi. Comment số điện thoại rồi ghi phiếu nào. Chị em à rồi ok, mọi người ơi để chị 5 phút nha, đợi mình 5 phút nha, 5 phút nha mọi người, 5 phút để mình đấu một chút về cái bông tai nha, đấu một chút về bông tai nha, xong lại bốc bốc thăm tiếp nha. Hôm qua ấy thì có một số bạn lúc buổi tối hôm qua ấy, có một số bạn kiểu mới vào ấy, lúc đấy mình đang đấu giá dở ấy, thì mọi người nhiều bạn thì không biết là mình đang đấu giá là hình thức là tặng quà hay là đấu giá là cái gì, free quà hay như nào, nhưng mà không phải đâu nha mọi người. Cứ 5 phút là bốc thăm trúng thưởng, bốc thăm trúng thưởng quà free nha, cứ bốc thăm trúng thưởng bạn quà free. Còn cái mà chị đấu giá ấy, tức là cái sản phẩm mà chị đấu giá là sản phẩm đấy là chị bán nha, mọi người để ý kỹ cho chị nha. Đây ví dụ mà chị đấu giá sản phẩm nào, chị chốt cái nào là chị đấu giá là chị bán bằng cái giá đó cho mọi người nha, chứ không phải là free đâu nha, bởi vì là quà chị đã cứ 5 phút chị bốc một lần rồi là chị đã tặng quà mọi người rồi nhá. Nên là cái sản phẩm đấu giá là sản phẩm mọi người mua nhớ chưa? Tại vì là hôm qua lúc mọi người vào sau nên là có một số bạn không hiểu lắm. Ok. Bông tai nào? Bông tai nào nào? Bông tai nào? Thích bông tai nào nào? Có muốn chị đấu giá cái bông tai chị đang đeo không? Đây. Bạn nào mà thả tóc này đeo cực kỳ đẹp. Rồi ok, tài khoản bị khóa nãy chị ghi phiếu cho em rồi nhá.
cứ 5 phút là chị bóc một lần, nên là xin mọi người đừng có thoát ra ngoài, mọi người phải là theo dõi live nha, không đến lúc chị bóc bóc vào nick mọi người không ở trong live thì chị không thể gọi được đâu, mà lúc đấy các bạn mất quà đấy. Chị tặng quà rất là nhiều, trong live chị tặng quà rất là nhiều, cứ tí tí chị lại bắt đầu tặng quà rồi. Bây giờ chị like một tí nha, chị like một tí về cái sản phẩm nha. Chị đấu giá một chút về cái bông tai nha. Mọi người nhớ nhá, cái phần chị đấu giá là phần chị bán đấy nhá, không phải là quà đâu nha mọi người. Đấy nên là mọi người chú ý cho chị, có một số bạn vừa vào sau ấy. Ngoài đây này mọi người ơi. Đây tài khoản bị khóa ơi. Ngó cho chị này, đấy. Đây chính là đôi dài, còn đây là đôi ngắn. Đây có hai dáng này, còn chị đang đeo là cái dáng dài đấy. Đây chị đang đeo là dáng dài. Nếu mà mọi người đi mà mặc váy mà đi đi ấy đi 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 chơi đi tiệc ấy thì đeo này nó rất là sang luôn. Rất là sang luôn nhá. Đây nhá, bắt đầu chị đấu giá cái đôi đầu tiên nhá. Có cả ngắn cả dài luôn nhá. Chị đấu chung mà một giá nhá, cả ngắn cả dài nhá mọi người. Rồi ok, chị đấu luôn một giá này. Chị đấu luôn một giá. Mọi người có biết là hình thức đấu giá như nào chưa ạ? Hình thức đấu giá nhá. Thì bắt đầu chị ấn ấn đồng hồ này, 2 phút này, ấn đồng hồ 2 phút và chị sẽ đưa ra cái giá khởi điểm, chị đưa ra giá ban đầu và mọi người sẽ đấu cho chị là cái giá tăng dần lên. Bởi vì là cái giá khởi điểm chị đấu ấy thì nó rất là thấp thôi. Chị xuống rất là thấp để mọi người đấu tăng lên thôi nhá. Nên là không phải cái giá gốc chị đưa ra đâu, đấy là hình thức đấu giá nha mọi người. Đây chị bắt đầu đưa ra này, chị bắt đầu đưa ra cho cái giá đôi đầu tiên này, giá khởi điểm rất là thấp thôi. Đây nhá, đôi đầu tiên chị like, giá khởi điểm chỉ có 120k thôi. 120k cho giá khởi điểm nha, chị ấn bắt đầu 2 phút. Mọi người bắt đầu vào đi, bắt đầu vào đấu giá đi. Bắt đầu vào đấu giá đi. Đây chị lấy cả cái mẫu này luôn này. Bắt đầu vào đấu giá đi, ghi cho chị đấu giá đi, ghi cho chị số giá đi mọi người ơi. Ghi giá đi để chị ấn giờ nào. Đây nhá, ba đôi này nhá. Có bốc thăm mà, cứ 5 phút chị bốc thăm một lần mọi người đợi nhá. Cứ 5 phút bốc thăm một lần nhé, mọi người nhớ nhé, đừng có thoát like nhé. Thoát like là mất quà đấy nha mọi người. Mọi người ơi, vào đấu giá rồi, 100k, sao lại 100m? Này mọi người ơi, ngọc trai đi nha mọi người. Giá khởi điểm 120k thì mọi người phải bắt đầu đưa ra giá là 120k. Bởi vì là giá khởi điểm chị đưa ra là 120k rồi. Thì mọi người phải bắt đầu là cái giá đầu tiên lên. Tăng dần lên nha, không được thấp hơn đâu nha. Vì là cái giá thấp nhất là chị đưa ra rồi đấy. Để mọi người đấu giá rồi đấy. Rồi ok, Phúc Ngọc Trần 100k. Ơ sao lại 100k? Giá khởi điểm là 120k mà em. Thì em phải hơn 120k chứ. Rồi đúng rồi, Nguyễn Nhâm đúng rồi đấy. Nguyễn Nhâm hiểu luật chơi rồi đấy, 135k. Nguyễn Nhâm 135k. Nguyễn Nhâm 135k này. Ban Mai Xanh 130. Vẫn thấp hơn 135 nha. Đấu giá tức là phải tranh nhau giá lên nha mọi người. Tranh giá nhau lên nha. Xem là ai sẽ là người thắng nha. Xem ai sẽ là người thắng và mua được cái giá đó nha. 135k là giá cao nhất. Nào mọi người ơi, đấu đi mọi người. Đấu đi. Chị ấn giờ rồi ấy, lát nữa là có chỉ có 2 phút thôi nha mọi người. Rồi bốc nữa đi, rồi ok sẽ bốc mà em. Cứ like 1-2 sản phẩm xong chị lại bốc một lần. Phúc Ngọc Trần 123 không đúng rồi em ơi, phạm đồ rồi. Ý là em chưa hiểu rồi. Nó phải là cao hơn 135. Bởi vì là có bạn là 135 rồi mà. Thì em phải cao hơn 135. Rồi đúng rồi đấy, Hoàng Dư hiểu rồi đấy. Hoàng Dư hiểu luật là 135 thì phải lên là 140 chẳng hạn. Kể cả có lên 1.000 thôi vẫn là hơn. Kể cả có lên 500, 1.000 vẫn là hơn nha mọi người nhá. Đấy mới gọi là đấu giá. Hoàng Dương cao nhất là 140k nha. Rồi mọi người comment địa chỉ cho chị từ từ nhá. Chị cho lên trên nó mà kéo xuống không nhìn thấy gì. 136 Trần Huy Trần Anh. Giá cao nhất là 140k rồi nha. Thì mọi người phải đưa ra là hơn là 140k chứ. 145 đúng rồi đấy, Nguyễn Nhân là 145 rồi. Giá cao nhất cho đôi này là 145k rồi nha mọi người. Giá cao nhất là 145k. Hết giờ, hết 2 phút. Hết 2 phút. Giá cao nhất 145k. Nguyễn Nhân. Đấy, bên chị còn 4 đôi này nữa thôi. Đây, bên chị còn 4 đôi này thôi.
Bạn nào muốn sở hữu cái đôi bông tai trị giá 145k nào thì comment số điện thoại cộng bông tai cho chị nào. Số điện thoại cộng bông tai ngắn hay dài, có hai đôi dài và hai đôi ngắn nha. Hai đôi dài và hai đôi ngắn nha. Đây là ngọc trai, còn cái này là bằng bạc nha. Đây hạt này hạt bạc nha, còn một đôi là bạc bạc nha. Còn hai đôi là ngọc trai nha. Đây còn ba đôi ngọc trai, có hai đôi dài và hai đôi ngắn. Phúc Ngọc Trần ơi, Phúc Ngọc Trần ra 200 thì chị không tính rồi. Nhưng mà cao hơn nhưng mà chị không tính, bởi vì là chị theo luật là đúng là 2 phút là chị chốt luôn 145. Phúc Ngọc Trần là có nhu cầu là muốn sở hữu cái đôi bông tai này. Comment luôn cho chị số điện thoại cộng bông tai ngắn hay là dài. Chị sẽ bán cho mọi người 145k, không phải là 200k đâu nha. 145k cái giá cuối cùng mà mọi người đưa ra thôi. Chị chỉ giá bán giá thấp thế thôi, vì là đồng hồ kê đúng 2 phút mà. Chơi phải chơi theo luật nha mọi người. Comment đi ạ, comment đi Nguyễn Nhân ơi, comment đi ạ. Nguyễn Nhân ạ. Comment số điện thoại cộng bông ngắn hay là bông dài cho chị để con biết. Comment số điện thoại cộng bông tai ngắn hay là dài. Hoàng Dương ơi, Hoàng Dương có thể mua bông khuyên tai bông tai này với giá 145k nha Hoàng Dương nha. Xanh Trịnh, Xanh Trịnh ơi, Xanh Trịnh mua đôi ngắn hay dài? Mua đôi ngắn hay đôi dài thì comment số điện thoại cộng ngắn hay là dài thôi để chị hiểu. Nguyễn Nhân bông tai ngắn rồi, ok. Ok nha, ok Nguyễn Nhân nha. Nguyễn Nhân bông tai ngắn. Đây, đây là của Nguyễn Nhân nha, đôi này dành cho Nguyễn Nhân nha. 145k. Nào, có ai muốn sở hữu bông tai 145k thôi? Vào đây và comment số điện thoại nào, còn hai còn một đôi ngắn và hai đôi dài nữa. Đây đôi dài là đôi chị đang đeo đây. Đây đôi dài là đôi mình đang đeo đây mọi người nhá. Đây. Đôi dài là đôi mình đang đeo đây nhá. Đâu rồi, còn có ai nữa không? Em xin phiếu chị rồi ơi. Rồi ok xanh chị, xin phiếu. Rồi có rồi, có em rồi đấy, ghi rồi đấy. Đây này. Mới phiếu bạn mới vào đây này. Đây phiếu rồi nhá. Nào có ai muốn sở hữu bông tai không? Bông tai không? Bông tai không? Bông tai không nào? 145k. Nào bây giờ mình lấy giá chung luôn đi. Đỡ phải mất thời gian mọi người. Mọi người thích đôi nào? Mọi người thích đôi nào trong mấy đôi này comment luôn đi. Comment số điện thoại cộng bông tai hình gì này. Đây, mình để lại luôn 145k đi, đỡ phải đấu giá nhiều nào. Đỡ phải mất thời gian mọi người nào. Rồi ok, Huy Trần Anh một đôi dài. Một giá 145k nha. Mọi người ơi, đây là đang bán chứ không phải là đang đang chơi game, mọi người đừng có ấy nhá. Nên là chắc chắn lấy thì comment lấy nha mọi người. Đây đôi dài này là của Trần Huy Anh nào. Đây. Mọi người ngó đi ạ, ngắm đi ạ, thích đôi nào nào, thích đôi nào nào. Thích đôi nào nào, chị để lại 145k luôn nào, đỡ phải đấu giá khuyên tai nữa nhỉ. Khuyên tai chỉ còn bằng này mẫu thôi nha. Chỉ có bằng này mẫu thôi, bà nào thích mẫu nào, comment luôn số điện thoại cộng mặt cộng mẫu đi. Rồi ok, dây chuyền đợi tí nha. Bạc si vàng nha, bạc si vàng nha mọi người ơi. Đây có màu vàng và màu bạc nha. Đây này, ví dụ như đôi này là vàng này. Đôi này vàng này, đôi này bạc. Bạc si vàng nha mọi người, tùy theo mọi người thích màu nào nha. Nào mọi người ơi, đây mình dơ luôn lên như này này, mọi người vào đi. Mọi người ơi, comment số điện thoại cộng bông tai gì đi mọi người. Không phải mỗi comment số điện thoại đâu, comment số điện thoại cộng bông tai dáng như nào ấy. Ví dụ bông tai vuông này, bông tai tam giác này. À rồi ok nha. Đây chỉ còn rất là nhiều mẫu bông tai nha. Mọi người có thể chụp hình, mọi người có thể chụp hình nha, rồi gửi cho chị luôn nhá. Đây nhá. Đây là son màu 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 gạch. Màu đỏ gạch. Ok. Đợi chị một lát. Chuẩn bị bốc nhá. Bạc si vàng nhá, Prince Hồng ơi, Prince Hồng. Rồi ok dây chuyền,
dây chuyền này, lắc tay này, cái gì cũng có cả nam và nữ nha. Mọi người thích nam thích nữ thì comment luôn nào. Nam nữ thì có hết nha, comment luôn nha. Này mọi người nhớ đây, còn có hai đôi này nữa. Còn có một đôi dài nữa nhá. Khuyên tai vàng vòng tròn không sốt. Khuyên tai vòng to á, to to á, cái vòng to này không có đâu, như như cái lắc tay đấy á, không có đâu. Rồi ok, Cao Ngọc Nhi có vé nha. Hoa tay nào. Đâu? À đúng rồi, ok. Đợi chị đọc comment một tí nhá. Chị đọc comment một tí nhá. Ok, để chị nha. Bốc một phát nữa nha. Bốc một lần nữa. Cứ xong một sản phẩm thì bốc một cái. Bây giờ mọi người lại xuống rồi, còn 30 người nữa thôi. Nào 30 người nữa thôi, xem ai sẽ được nhận nhận được quà nào. Gọi mà không thấy thưa nha. Gọi mà không thấy thưa thì là nghỉ luôn nha. Thì là không có quà đâu nha. Đây, một phiếu đây. Một phiếu không biết là ai đây, ai đây. Xin thơm ơi vào comment, à vào chia sẻ nha. Nhớ là chia sẻ nha. Nhớ là chia sẻ giày nữ ạ. Giày nữ rồi, ok, lát nữa em like nhé. Ok. Nào. Ai không có mặt ở đây thì người đó thiệt đấy nha. Người đó không nhận được quà nha. Món quà thứ ba là một chiếc vòng tì hưu. Một chiếc vòng tì hưu, món quà số 3 đây, hai cái mới nhá. Món quà số 3 là một chiếc vòng tì hưu nha. Đỗ Trinh. Đỗ Trinh có ở trong live này không? Nào Đỗ Trinh này. Chúc mừng Đỗ Trinh nha. Đỗ Trinh có ở trong live này không ạ? Đỗ Trinh có ở trong live này không? Comment một tiếng nào. Đỗ Trinh nha. Lần này bốc vào Đỗ Trinh. Chị thấy em không? Ôi giời ơi. Như kiểu là hiện hồi. Thiêng thế. Đây đây Đỗ Trinh ơi, comment luôn cho chị số điện thoại đi, nhận vòng tì hưu nào. Đỗ Trinh trai hay là gái? Em là con trai hay con gái? Con trai thì chị tặng cái vòng tì hưu to hơn. To hơn nhá. Vòng tì hưu này to hơn nhá. Còn con gái sẽ là vòng bé hơn nhá. Đây là vòng nam. Có, em là nam hay nữ nhỉ? Comment luôn cho chị số điện thoại đi. Số điện thoại cộng giới tính đi. Số điện thoại cộng vòng vòng nam hay vòng nữ đi, comment luôn đi để chị còn tặng quà nào. Đây nha, chúc mừng Đỗ Trinh nha, tặng một vòng nha. Chào Thanh Tâm nha, Thanh Tâm ơi chia sẻ cho mình nha. Đỗ Trinh comment luôn số điện thoại đi em ơi. Vòng nam hay nữ thì nói rõ nhá để chị tặng nhé. Đấy chỉ có tặng quà thôi mà. Mọi người ơi, mọi người phải ở trong live nha. Cứ cứ đấu giá một sản phẩm xong mình lại tặng quà nha. Cứ đấu giá một sản phẩm xong mình lại tặng quà nha. Mọi người nhớ là hôm nay mua mua bên mình mà ba sản phẩm ấy, ba sản phẩm trở lên thì mình sẽ free ship nha. Hello. Em rồi ok nữ, Đỗ Trinh là vòng nữ nhá. Lát nữa lấy vòng nữ ở dưới. Đỗ Trinh vòng nữ nhá. Rồi ok, bây giờ nha, chị like một like dây dây chuyền nha mọi người. Hôm nay chị like cả nam cả nữ luôn, không phải là nguyên nguyên nữ nữa nhá. Mọi hôm chị hầu như là chị chủ yếu là tập trung vào nữ ấy, nhiều. Còn nam thì rất là nhiều cái dây đẹp luôn. Lắc tay này, dây này có rất là nhiều luôn. Bây giờ chị sẽ like một cái dây chuyền nam nhá. Vòng tình yêu chị chỉ để tặng nha, đồ may mắn thì chị chỉ tặng nha mọi người. Đây, bắt đầu chị sẽ đấu giá luôn nha, đấu giá luôn những cái mẫu dây chuyền nha. Ôi nhưng mà giờ rất là nhiều mẫu luôn, nam có nhiều mẫu cực kỳ luôn. Nam nhiều mẫu dây chuyền lắm. Đẹp lắm. Dây bé cũng có mà dây to cũng có. Thôi chị đấu từng cái nhá. Phúc Ngọc Trần ai đây? Em mấy tuổi rồi là như nào đấy? Phúc Ngọc Trần comment ai đấy? Hỏi ai đấy? Mọi người ơi, dây nam nhá, mình sẽ like qua dây nam cho mọi người nhá. Có rất là nhiều mẫu nhá, nhiều mặt nhá. Có rất là nhiều mẫu nhiều mặt nhá. Đây mình sẽ like chung một giá này. Giá to mình sẽ like chung một giá cho mọi người xem nhỉ. Cho dễ nào. Giá dây này là giống nhau đấy.
Đây nha. Đây nha mọi người ơi, nam nha, dây nam nha. Ôi nhìn rất là hổ báo luôn. Đây này. Đây mọi người ơi, dây nam nha, dây chuyền nam nha, dây chuyền nam nha mọi người ơi. Dây nam nha. Ôi rồi đeo đeo cái này cực kỳ là sang chảnh luôn này. Đây cực kỳ nhìn cực kỳ mạnh mẽ luôn này các anh nam này. Đây này. Có mặt mặt này là mặt gì nhím à? Đây là rồng này. Rồng này. Đây cũng là rồng này, rồng rồng ấy nha. Đây là thần nha. Này dạng giá dây này nữa. Đây. Mình sẽ đấu luôn chung giá nhá, nam nhá. Dây dây nam mình sẽ đấu luôn chung giá nha. Đây là dây nam to nha mọi người. Nam to mình sẽ đấu đấu chung giá nha. Rồi ok, lát nữa xong nam mình sẽ chuyển sang nữ luôn. Đâu rồi? Có ai nam ở trong này không nhở? Chỉ toàn thấy nữ thôi, bình thường mình cũng chỉ toàn like nữ thôi. Chẳng thấy có nam mấy đâu mọi người ơi. Chẳng thấy có nam mấy. Thế chuyển sang nữ nhá. Chuyển sang nữ trước nhá, vì vì mọi người đã có nhu cầu nữ mà. Ai có nhu cầu nam này, lắc lắc tay này, dây chuyền này, nhẫn này có hết nha, đồ nam cũng có nha, không phải riêng nữ đâu. Không phải riêng nữ đâu nha. Dây chuyền đây, dây chuyền nữ nha. Chuyển sang nữ này. Chuyển sang nữ này mọi người nha. Nữ mình cũng đấu chung một giá thôi, đỡ phải đấu nhiều. Đây hiện tại còn có tỳ hưu này, ba cái mẫu tỳ hưu này. Nữ hiện tại có ba mẫu tỳ hưu này nhá. Ba mẫu tỳ hưu này nhá mọi người ơi. Đấu 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 tỳ hưu trước nhá. Đấu ba mẫu tỳ hưu này trước nha mọi người ơi. Đây mọi người nhìn này, giống 99% luôn nha. 99% luôn nha. Đẹp rất là đẹp luôn. Giá khởi điểm của cái vòng của cái dây dây tỳ hưu này ạ. Giá khởi điểm đây này, mọi người nhìn kỹ nhá, nhìn kỹ nhá, chất dây nhá. Dây đây này. Đây nha mọi người ơi, tỳ hưu nữ cực kỳ đẹp, cực kỳ sang luôn nha. May mắn đấy. Giá khởi điểm của cái dây này mình đưa ra cũng rất là thấp rồi. Đưa ra rất là thấp rồi. Giá khởi điểm là 190k giá khởi điểm. Có nhẫn tỳ hưu nha, có nhẫn tỳ hưu. Đợi đã. Có nhẫn tỳ hưu nha. Bây lượt giờ ấy đi. Bây giờ like à, bây giờ đấu giá dây chuyền đi. Dây chuyền đi rồi tí nữa đấu giá nốt nhẫn đi. Nốt nhẫn đi. Hay là mọi người thích theo bộ. Nào dây trước nha, 190k giá khởi điểm nào. Vào đấu đi, nhớ là ba mua ba sản phẩm là free ship nha. Vào đấu đi, bắt đầu ấn giờ tới đây mọi người. Nhớ nha mọi người ơi. Nào vào comment đi mọi người. Đấu giá đi 190k là giá khởi điểm nào mọi người. 190k là giá khởi điểm nào. 190k giá khởi điểm nào. Đây cho luôn mấy cả cái dây này và một đơn này đi, và một đơn luôn đi. 190k là giá khởi điểm nha. Giá khởi điểm 190k nha. Cho cái dây chuyền mềm này nha. Một trăm chín mươi k nào, giá khởi điểm nào mọi người ơi. Rồi ok, Hưng Vũ 200k rồi. Hưng Vũ 200k rồi. Nào mọi người ơi, đấu giá đi mọi người. Đây này, tất tất tật nha. Cả bốn loại này luôn đi. Cho nó nhanh nha. Ai thích vòng nào nha, giá khởi điểm 190k nào. 200k là giá cao nhất rồi nha. Mọi người thích chọn mặt gì thì chọn. Hưng Vũ là 200k rồi. Nào mọi người ơi, vào đấu giá đi, dây chuyền nữ này, mặt chenille này cũng có này, mặt hạt bi này cũng có này. Cái dây này 195 anh pin kè thấp hơn rồi nha. Lên 200 rồi thì phải hơn 200 chứ. Sắp hết giờ rồi đấy. 20 giây nữa thôi mọi người. 20 giây nữa thôi, nhanh lên đấu giá nhanh lên nào. 20 giây nữa thôi mọi người ơi.
Nào mọi người, đâu hết rồi? 210 là anh Bin. Anh Bin là 210 rồi. 210 rồi, sắp hết giờ rồi, hết giờ rồi. Giá cao nhất là 210. Bạc Si Vàng nha, bạc Si Vàng nha mọi người ơi, nhớ là bạc Si Vàng nha. Chất liệu bạc Si Vàng nha mọi người, cực kỳ chất, cực kỳ sang chảnh luôn nha. 360k không tính nha anh Bin ơi, chỉ tính là 210 thôi, 360k không tính bởi vì là hết giờ rồi nha. Mọi người ơi, mọi người ai muốn mua dây với giá 210k comment số điện thoại cộng dây chuyền cộng mặt. Mặt gì nào, ví dụ như mặt tì hưu này, mặt Chanel này, mặt bi này. Mọi người comment số điện thoại. Ai muốn mua với giá 210 comment luôn số điện thoại đi ạ. Đây là mình lấy cái giá cuối cùng mà các bạn đưa ra ở trong 2 phút nhá. Cao hơn cái giá đấy thì cũng không bán thôi nhá. Nào mọi người ơi, comment số điện thoại cộng cộng dây cộng mặt nào. Comment số điện thoại cộng dây chuyền cộng mặt nào. Đây có những mặt này nhá, hiện tại dây mềm có những mặt này nhá. Comment số điện thoại cộng dây cộng mặt nào mọi người ơi. Nhanh lên, nhanh lên. Nhanh lên và còn bốc bốc quà nào mọi người. Anh Bin đâu rồi? Thêm được một bạn. Nào mọi người ơi, nhanh lên. Chào biển đêm nha, anh Bin. Có bị phai màu hay gì không ạ? Không bị gì đâu em nha. Cái chất liệu này là nó không bị gì nha. Còn cái này thì em tránh cho chị lúc xà phòng, tránh mỗi xà phòng cho chị thôi. Tránh mỗi xà phòng thôi thì sẽ sử dụng được hơn một năm nha. Là nó, tức là nó giữ màu được hơn một năm ấy. Còn khi mà nó mất màu thì nó chuyển sang thành bạc nha. Còn khi mà nó mất màu nó lại chuyển sang màu trắng thành bạc nha mọi người. Chứ nó không bị gì đâu nha. Nào comment số điện thoại nào, comment số điện thoại cộng dây cộng mặt nào. Em xin nhận tì hưu rồi. Ok, Bin ơi, chốt cho chị đi. Chốt đi xong rồi chị tặng cộng, chị tặng luôn nào. Chị tặng quà nào. Ok bốc nhá. Chuẩn bị bốc nhá. Anh Bin ơi, anh Bin ơi, comment số điện thoại cho chị đi. Để chị tặng luôn em một chiếc nhẫn thêm nào, tặng thêm một chiếc nhẫn tì hưu nào. À, kim tiền nào. Lấy cái nào em ơi, comment luôn cho chị đi em. Số điện thoại này cộng dây này. Cộng mặt nào, mặt gì, mặt Chanel hay là mặt tì hưu, màu gì? Để cho chị tặng kèm em luôn, tặng thêm một chiếc nhẫn kim tiền vàng luôn nhá. Bởi vì là anh đi lúc nãy là cũng chị ghi phiếu rồi nhưng mà chưa trúng đúng không? Đấy, ai mua gì cũng có quà này. Nào nhanh lên mọi người ơi, có 210k một cái dây này thôi mà mọi người. Nhanh lên nào, còn bốc nào mọi người, còn bốc khăn nào. Ai mua một dây này cộng kèm tặng thêm một chiếc nhẫn kim tiền vàng nào. Mua một dây chuyền tặng một chiếc nhẫn kim tiền vàng nào. Sao vậy? À nhẫn tì hưu em. Ờ à, rồi ok. Nhẫn tì hưu nhá. Nhẫn tì hưu này. Đâu nhỉ? Đâu ra có nhiều lắm, nhiều mẫu nhẫn tì hưu lắm. Mình phải tháo cái này. Đây nhẫn tì hưu nha. Rồi ai mới vào nhớ là chia sẻ nha, xong rồi chị rồi mình ghi phiếu nha mọi người. Đầu giá nhẫn tì hưu nha. Đấu đưa giá nhẫn tì hưu này.
Rồi bốc thăm trúng thưởng nào. Xong xong cái này thì bốc thăm trúng thưởng nhé. Xong cái này bốc thăm trúng thưởng luôn nhá. Nào, nhắn tin hưu đây. Dây gì? Hưng Vũ ơi, Hưng Vũ lấy dây gì ạ? À? Dây mặt gì ạ? À? Rồi ok, đợi chị tí nha. À, lấy dây mặt gì thì comment số điện thoại cộng mặt nha. Dẫn nhắn tin hưu nha mọi người ơi, đây. Đây mọi người, nhắn tin hưu này may mắn đây mọi người. Có sai nha mọi người ơi, nhớ là nhẫn là bên mình là có sai hết nhá. Mình đấu giá nhẫn tỷ hưu này nhá. Giá khởi điểm cực kỳ thấp luôn nhá. Giá khởi điểm cho nhẫn tỷ hưu này cực kỳ thấp luôn nhá. Đây mọi người ơi, giá khởi điểm cho nhẫn tỷ hưu này là 150k. 150k cho giá khởi điểm nhá, mọi người bắt đầu đấu giá đi ạ. 150k giá khởi điểm, mọi người vào đấu giá đi ạ. Nào bắt đầu comment đấu giá thì bắt đầu mình ấn giờ nhá. Và comment đi mọi người. Hết cái này đang chuyển sang nước ngoài. 160k Vũ Hạnh, bắt đầu ấn giá này. Rồi, có giá đầu tiên là 160k rồi nha. 160k rồi nha, có tất cả các màu các size nha mọi người, thích đeo nhẫn nào thì đeo nha. Đây, thích đeo mẫu nào thì đeo nha. Mẫu nào cũng cũng sang này, mẫu nào cũng đẹp nha. 151 Vũ Hạnh. Ơ sao lại 100 Vũ Hạnh ơi. Comment 160 xong lại xuống 151 là như nào? À rồi ok ạ. Hưng Vũ ơi, dây có mặt Chanel cho Hưng Vũ nhá, có số điện thoại rồi đấy. Đây, dây mặt Chanel đây. Dây mặt Chanel đây Hưng Vũ nhá, 210k ạ. Đây này. Đã đứng này còn phải khom rồi. Nào mọi người ơi, nhanh lên mọi người. 210k cái dây. Người đấu giá hôm nay mọi người có vẻ ít hơn. Đâu rồi mọi người ơi, không comment nào mọi người, hết giờ bây giờ rồi. 50 giây nữa thôi. Và comment đi mọi người ơi, giá khởi điểm có 150k thôi. Tỷ hưu may mắn đi mọi người. Tất cả các mẫu các mặt luôn nhá. Bốc đi chờ lâu quá luôn rồi, chuẩn bị bốc nhá. Xong cái này thì chị bốc nha. Xong cái này thì bốc nha mọi người. Ừ, 210. Xong cái này thì bốc nha. Mọi người vào đấu giá đi. Xong cái này mình bốc nha. Anh Bin là 152, lên 160 rồi anh Bin ơi, sắp hết giờ rồi nha. Comment luôn đi. Vũ Anh 153. Nào nào mọi người ơi, nhanh lên. Chơi rất là khôn nhá. Cứ lên một từ 1.000 1.000 đấy, sắp hết giờ đến nơi rồi. Rất là khôn nhá. Cảm ơn xanh chị nha. Rồi ok, từ từ sẽ bốc. Nào giá cuối cùng là giá cao nhất là 160k đúng không? 161k đấy, giá cuối cùng là 161k nào. Nào mọi người ơi, comment số điện thoại cộng tỷ hưu mặt gì cho mình nào, mặt màu gì thôi, chỉ cần comment số điện thoại cộng nhẫn xanh hay là nhẫn đỏ hay là nhẫn đen này. Comment luôn số điện thoại đi ạ. Comment số điện thoại đi mọi người ơi. Mọi người có nhiều người chỉ vào dính quá sẽ có quà nha mọi người, sẽ có quà, cứ theo dõi đi. Theo dõi đi sẽ có quà nha. Ai cũng có quà hết à. Chị ở Tuyên Quang anh nhá. Anh Bin ơi, comment số điện thoại cộng mặt cho chị đi. Comment số điện thoại cộng mặt màu gì cho chị đi. Đây này.
Nhìn kỹ nha, tí hưu nha, chào Phục Khai Phong nha. Comment số điện thoại cộng mặt cho chị nào. Phục Khai Phong dây rảnh nhỉ. Hoàng Thị Hồng Thúy, chào Hoàng Hồng Thúy ạ. À, 161 anh Bin lúc nãy có đơn nào chưa? À, mua vòng nhung gói anh Bin. Anh Bin ơi, mua hai sản phẩm đi, chị tặng quà cho. Mua hai sản phẩm chị tặng quà cho. Bởi vì là cái nhẫn này quá là giá, quá là bèo rồi. Quá là bèo rồi em ạ. Em mua hai thêm hai thêm một sản phẩm nữa đi. Để chị tặng quà cho. Chọn nhẫn đi em ơi, chọn màu đi. Chọn màu đi xong để chị lát nữa chọn thêm một sản phẩm nữa đi để chị tặng quà cho. Cái này có nhẫn này có các bạn đấu giá có 161k thì quá là bèo rồi. Xong lát nữa chị tặng quà ra sau. Chào Phương Quỳnh nhá, mọi người ơi, nhớ là vào chia sẻ này. Kết bạn theo dõi nhá mọi người. Rồi mình bốc bốc thăm trúng thưởng nhá. Vào đi nào mọi người ơi, vào đi nào. Anh Bin, anh Bin chưa có đơn nào chưa em? Chưa có đơn nào đâu. Cái nào? Ơ có số trên đấy. À đâu, Hùng Nguyễn nhỉ? Đâu rồi, ai đâu rồi anh Bin ơi, còn chuyển nào, còn bốc thăm trúng thưởng nào? Nhanh lên còn bốc thăm trúng thưởng tặng mọi người nào. Được, comment cái gì mà chào chào sau này hú hú là sao đấy? Rồi rồi chuẩn bị bốc mọi người ơi, đừng dục nha. Nốt cái này xong là bốc nha. Nốt cái này xong bốc nha mọi người. Mình bảo rồi cứ mình cứ like xong một hai sản phẩm mình lại bốc một lần mà. Rồi Nguyễn Lý comment luôn cho chị số điện thoại đi để chị ghi vé cho em nào. Comment số điện thoại để chị ghi vé cho em nào. Anh Bin comment số điện thoại đi, nhấn màu gì comment luôn cho chị đi để chị tặng nào, comment cho chị đi để chị tặng nào. Anh Bin là trai hay là gái nhỉ, để chị cầm cái tặng quà nào. Ok mọi người mới vào nhé, mọi người nhớ, mới vào thì nhớ là chia sẻ nhá, chia sẻ bài viết nha mọi người, chia sẻ bài viết rồi comment nha. Rồi ok, anh Bin là nam hay nữ nhỉ? Em là trai hay gái nhỉ, để chị cũng biết tặng quà. Gái thì có quà gái, nam thì trai thì có quà trai. Gái không phải trai rồi, ok tặng tặng em sau nhá. Tặng pin sau nhá. Đang đeo để thử size. Đây. Tặng em pin mọi một thời sau. Mua đi, mua quà rồi chị tặng. Mọi người ơi, mua quà đi rồi rồi tặng nha. Mua quà thì tặng nha. À mua mua hàng thì tặng nha. Nhầm. Nào bắt đầu bốc tiếp nào. Bốc tiếp một lần nữa cho phấn khởi nào. Chị ơi tặng em được không? Em ơi vào mua một sản phẩm, tặng một sản phẩm luôn này. Bốc quà nha, bốc quà nha, lần này nha, lần này mình sẽ tặng gì ta? Ông mấy cái móc treo chìa khóa đâu rồi nhỉ? Ở dưới kia hay sao? Lần này tặng tặng vòng nha, vòng tí hưu nha. Lần này tặng vòng tí hưu nha. Chị thấy chị để ý có rất là nhiều người thích cái vòng tỳ hưu ấy, các bạn cứ bảo là bao giờ mới trúng để được vòng tỳ hưu mua. Rồi ok chị Kha nha, đợi chị một lát xong rồi chị lại like cho mọi người nha.
À rồi, thế chị tặng em cái em mua cái gì nhỉ? Nhẫn thì hưu này. Tặng một cái vòng nhá, một cái vòng nữ nhá. Một tặng một vòng thì hưu nhá, đây nhá. Thiếu mới mọi người đây nhá. Thiếu mới mọi người đây nhá. Tặng tặng bạn ấy vòng đúng không? Bốc lên đi rồi ok bốc lên nhá. Inbox Khang ơi, Chi Khang ơi. Em ở trong live này với chị đi. Chị không inbox bởi vì là chị đang live mà. Chị đang livestream mà. Đây bốc nha, bốc nha, bốc nha, bốc nha, bốc nha. Đấy, mọi người rất là thích vòng tỳ hưu luôn. Đây món quà này chị sẽ tặng cho mọi người là vòng tỳ hưu nha. Vòng tỳ hưu may mắn nha. Đấy cái vòng nữ đi đó. Theo dõi để lát nữa chị like nha. Ưng sản phẩm nào thì lấy nha em nha. Ai đây? Nguyễn Nhẫn. Nguyễn Nhẫn đâu rồi, có đây không? Nguyễn Nhẫn đâu rồi, có đây không? Nguyễn Nhẫn có ở đây không ạ? Nguyễn Nhẫn có ở đây không ạ? Nguyễn Nhẫn là người may mắn trúng một chiếc vòng tỳ hưu. Nhưng xem có ở trong này không đã. Chị ơi em Nga Nguyễn rồi, comment số điện thoại đi để chị ghi phiếu nào. Nguyễn Nhẫn đâu rồi, Nguyễn Nhẫn đâu rồi, có ở đây không? Bắt đầu đếm nha, bắt đầu đếm nha. Đếm Nguyễn Nhẫn nha, Nguyễn Nhẫn không có ở đây thì hủy đơn nha, hủy quà nha. Em đây, ôi trời ơi. Thấy rồi. Comment luôn cho chị số điện thoại đi em ơi. Comment số điện thoại để nhận nào. Em là con trai, em là nam hay nữ nhờ để chị cần biết tặng quà. Nam hay nữ để biết tặng quà nào. Nam hay nữ để biết tặng quà nào. Rồi ok. Thấy rồi. Thì người nhớ rồi nha. Nam hay nữ nào để chị tặng vòng nào. Vòng nam với vòng nữ nào nhỏ hơn vòng nam. Nguyên nhẫn vòng tỳ hưu này. Còn chơi nha mọi người ơi, còn chơi nha. Cứ like xong một sản phẩm, cứ like xong một sản phẩm mình lại bốc một lần nhá. Nên là mọi người nhớ là ở trong like nhá, không là tí nữa. Nếu mà bốc trúng mọi người thì sợ mọi người rồi ok nữa nha. Lại sợ mọi người bị thiệt nha, không được được quà thì thiệt nha. Rồi. Đây, bây giờ mình chuyển sang đồ trang sức thì mình đã like rồi đúng không? Bây giờ mình chuyển sang một chút về nước hoa nhá. Đấu giá về chút một chút về một lọ nước hoa cho nó thay đổi đi nha mọi người. Đấu giá một chút về nước hoa nhá. Ở đây nhiều nữ đúng không? Nhiều nữ hơn đúng không? Mình sẽ đấu giá nước hoa nữ nhá. Có cả nam nữa nhá, có cả nước hoa nam nhá, mọi người thích thì vào nhá. Chị tên em với rồi, bé Linh, comment số điện thoại đi. Comment số điện thoại bé Linh đi. Mình sẽ đấu giá một lọ nước hoa nữ nha. Trang sức hay là nước hoa nào? À rồi ok trang sức nữ. Cái đây là của cái chưa kịp nói được trang sức nha, trang sức nha, xong lát nữa nước hoa nha. Rồi ok cái ghi phiếu chị Khang cho chị với. Ok, trang sức, trang sức. Trang sức nha, đấu bây giờ là chị đấu ấy nha, chợ đấu 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 vòng nha. Đấu lắc nha, lắc tay nha. Đấu lắc tay nha. Cứ lắc mềm là chị đấu luôn vào một giá đi cho dễ. Các bạn thích chọn mẫu nào thì chọn. Lắc mềm. Còn lắc kiềng thì chị sẽ đấu vào một giá để cho các bạn thích chọn cái gì thì chọn. Tại vì nếu mà bây giờ mà đấu từng cái một thì nó rất là mất thời gian. Sợ mọi người đợi lại sốt ruột đấy. Nên là mình đấu luôn ra chung một giá đi. Thích mẫu nào nhá, thích mẫu nào nhớ comment nha. Đây đầy mẫu này, đẹp lắm luôn. Có cái mình đây là gì? Đây. Lắc tay nha, lắc tay nữ đây mọi người nhìn này. Hưng Vũ hỏi sao không trả lời, Hưng Vũ hỏi cái gì ạ? À Hưng Vũ tặng một cái gì nhở, cái vòng ấy đấy. Vòng tỳ hưu đây Hưng Vũ ơi, tặng vòng tỳ hưu nha. Tặng Hưng Vũ một vòng tỳ hưu nam nhá. Hưng Vũ chắc là nam. Rồi, tặng 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 vòng tỳ hưu nam nha.
tặng vòng tí hưu này mày cho Hưng Vũ nha. Hưng Vũ quà này nha, tặng kèm nha, mua một dây chuyền tặng kèm một vòng tí hưu nha Hưng Vũ nha. Đây, đưa lên này, đơn Hưng Vũ. Đủ mất. Mọi người ơi, rồi ok, bé Linh chị ghi tên em rồi nha. Đây, cái này mình sẽ đấu vào một giá nha mọi người. Anh Bin chị ghi rồi đây. Chị ghi anh Bin rồi mà em. Anh Bin chị ghi từ đầu rồi mà. Cứ comment số điện thoại là chị ghi luôn mà. Quên chưa thôi. Đây. Đây nha. Mọi người thích mua mặt nào thì mua mẫu nào thì mua nha. Chị sẽ để chung vào một giá luôn đi. Em rồi nha, chị Khang nha, em rồi nha. Chị sẽ này, chị sẽ đấu giá luôn này trong vòng 2 phút nha. Đấu giá chung nha. Nào bắt đầu nào, vòng này chị đấu giá rất là thấp thôi. Rất là thấp thôi, lắc này rất là thấp thôi. Rất là thấp thôi cho cái lắc thôi nha. 190k một lắc. 190k một lắc giá khởi điểm. 190k một lắc giá khởi điểm mọi người ơi, vào comment đi, comment giá đi để chị ấn giờ nào. Giá khởi điểm 190k. Rồi ok Hưng Vũ nữa nha. Vòng nữ. Hưng Vũ là vòng nữ em ạ. Hưng Vũ nữ rồi ok, vòng nữ nha, không phải vòng nam. Vũ Hạnh ghi rồi, ghi cho chị cái phiếu Vũ Hạnh kia. Ghi một phiếu Vũ Hạnh đi. 195k chị Khang. Nào bắt đầu ấn giờ. Mọi người ơi vào vào ấy đi. Vào vào đấu giá đi mọi người. 195k. 196 anh Bin. Mọi người ra giá cao lên một tí đi, sao mỗi mỗi lần có 1.000 thì hết 2 phút. Hết 2 phút nữa thì cái giá khởi điểm chị đưa ra là cái giá thấp nhất đi. Tức là cái giá thấp nhất chứ không phải là giá bán ra đâu nha. Giá thấp nhất để mọi người đấu nha. Chị đưa ra để cho mọi người đấu mà, nên mọi người ra giá cao cao một tí đi. 1-2 nghìn trả bó tí nào. Chị Khang 197. Đây. 197 rồi nha. 250k. 250k 197. 250k thì đấu cao quá nhá. Nguyễn Thị Kim Oanh ơi, chỉ được dưới 50k thôi nha. Từ 50k đổ xuống, mỗi một lần đấu thì chỉ được 50k đổ xuống nhá. Lên một phát 250k thì ấy quá. Một phát 250k thì lại lên giá cao quá ấy, thì mọi người lại không kịp đấu. Nên là giá thấp thấp một tí. 197 rồi, xong bắt đầu là đến ví dụ là 200 mấy chẳng hạn, 220, 230 chẳng hạn cũng được. Đây mọi người ơi, nhanh lên, toàn những mặt sang chảnh thôi mọi người ơi. Cực kỳ đẹp luôn. 200k, đúng rồi, đúng rồi. Ban mai xanh đi, hiểu 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 là chơi rồi đấy. 200k. 200k là giá cao này, cao nhất này. 225 rồi, Nguyễn Thị Kim Anh 225. 225 Nguyễn Thị Kim Anh. Chị Khang ơi, 2.000 hay là 2 triệu đấy chị Khang? 225 là giá cao nhất nha. 225 là giá cao nhất là sắp hết giờ rồi mà mọi người ơi, đấu nhanh lên. 20 giây nữa thôi mọi người. 20 giây nữa thôi, giá cao nhất là 225. Rất là sáng nha mọi người ơi. Đeo cái này không ai nghĩ là cái này là có giá đấy đâu nha mọi người. Cực kỳ sang luôn à. 226 chị Khang. 226 là cao nhất, 10 giây nữa, hết giờ rồi đâu nữa. 226 là giá cao nhất, nào chốt cho mọi người luôn nào. Ai muốn mua cái vòng này với giá 226k nào? Comment số điện thoại cộng với mặt cho chị nào. 226 nha. Ai muốn sở hữu một những cái chiếc lắc tay này? Em ơi, đây là chị anh Bin ơi. Đây là chị đang mua theo mức đấu giá thôi em ơi. Đang mua theo mức đấu giá nha, 226 còn 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 là mức thấp rồi đấy em ạ. Đây nhá, 226 chẳng qua là đây là chị bán giá chung cho cái người mà cuối cùng đấu giá thôi. Nào 226k, ai mua chiếc vòng này 226k comment luôn. Vòng tay cộng số điện thoại cộng vòng mặt gì? Mặt gì nào? Có mặt tròn này, mặt chấm bi này đây. Đây. Nếu mà mọi người không 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 ấy đây, mặt Chanel này. Nào nhanh lên mọi người ơi, để còn vào bốc thăm nào.
Đây nha. Được hết à chị? Bé Linh ơi, chị sẽ bán cho mọi người cái vòng này có giá 226k một vòng. Tùy chọn là thích mà mua vòng nào cũng được. Đây là theo cái giá của mình đấu nhá. Nên là ai lấy thì comment luôn số điện thoại cộng vòng mặt gì cho chị nào. Vòng mặt gì này, có vòng vòng Chanel này, có hai mẫu Chanel này. Một vòng bi này. Bi này. Đây là còn những vòng này vòng hoa lá nữa này. Nào mọi người ơi nhanh lên nào. Nhanh tay chị tí còn bốc ra mà. Mỏi quá. Sơ mỏi quá mọi người ơi, nhanh lên nào. Chị Khang đâu rồi? Chị Khang đâu rồi? Comment luôn số điện thoại đi ạ. Nhớ là mọi người ơi, nhớ cho mình nha. Mọi người mua một sản phẩm được tặng một hàng sản phẩm nhé mọi người. Mua một sản phẩm được tặng một sản phẩm nha. Nên là comment nhanh hộ mình tí ạ. Chị Khang ơi, chị Khang em có mua vòng không chị Khang? Em đang vào đấu giá mà. Bốc thăm thì chị sẽ bốc mà. Có chị sẽ bốc thăm. Cứ like xong một sản phẩm chị lại bốc thăm một lần. Nào mọi người ơi nhanh lên nào. 226k nào. 226k cho một vòng tay nha. Chị Khang muốn vòng nào? Chị Khang muốn mua mua với giá 226k cái vòng nào nào? Comment luôn cho mình số điện thoại cộng mặt nào. Cộng mặt nào. Nhanh lên còn bốc thăm nào mọi người. Giơ từ nãy mỏi tay quá. Cái này cái gì nhỉ? Ôi dồi ôi, cái này cái mặt. Trời ạ. Không biết là cái gì. Ok nha, không ai chốt vòng thì thôi nha. Đúng rồi đấy, tự nhiên là đấu giá xong à. Tự nhiên đấu giá xong là xong xong đấy không ấy. Có cả ấy nữa nhá, có cả mặt kiềng, vòng kiềng nữa nha, có thích vòng kiềng không? Đây là vòng mềm, còn có cả vòng kiềng nữa nha. Nào, bốc thăm một lần nữa đi. Bây giờ chị bốc thăm tặng quà một lần nữa đây nãy nha. Xong là chị lại like tiếp nha. Xong chị lại like tiếp cái vòng vòng kiềng nha. Bỏ bỏ game đi cho chị em ơi. Thị Khang thị chị Khang không không. Sanh Trịnh. Đấu giá thì phải mua nha. Thích cái nào thì mình đấu giá chứ, đấu giá thì phải chọn chứ mọi người. Không mất công mình lắm. Mình cứ dơ dơ mỏi hết cả tay xong rồi bắt đầu lại chẳng không ấy. Vào nha, vào bốc bốc thăm nha. Bốc thăm nha, bốc thăm nha mọi người ơi. Đợi mình một lát nha. Chị Khang đợi một lát. Linh Miền đâu ạ? Linh Miền đâu ạ? Linh Miền có trong line này không? Linh Miền có trong line này không nhỉ? Nào đếm nha, bắt đầu đếm nha. Linh Miền ơi, có thì ơi một cái. À thì có một cái cho chị nào. Có thì có một cái cho chị nào. Có thì có một cái cho chị nào em ơi. Bắt đầu đếm nha. 10 9 8. Rồi ok. Linh Miền sẽ được tặng một cái vòng tí hưu nha. Linh Miền sẽ được tặng một vòng tí hưu nha. Comment luôn cho chị số điện thoại nào em ơi. Số điện thoại nào. Rồi ok, có số điện thoại Linh Miền rồi. Tặng Linh Miền một vòng tí hưu nha. Chúc mừng Linh Miền nha. Bé Linh ơi đợi tí nhá. Đợi tí kiểu gì cũng có. Kiểu gì cũng có. Linh Miền một vòng tí hưu nữ. Hôm nay các bạn thì toàn các bạn nữ thôi mà hiện tại. Rồi ok, em lấy của Nam à. Rồi ok. Lấy của Nam tặng của Nam nha, tặng Nam luôn nha. Lấy Nam tặng Nam này cho Linh Miền này.
Em ơi, chị tính theo sản phẩm nhá. Cứ 3 sản phẩm là chị free ship nha anh Bin nha. Cứ 3 sản phẩm là chị free ship cho em nhá. 3 sản phẩm free ship nha, không phải theo đơn nha. Rồi ok, ok. Ok. Bây giờ chị like cho mọi người một chút về cái lắc tay kia nhá. Like một chút về lắc tay kia nhá. Những mẫu kia nha, những mẫu lắc tay kia nhá. Kiềng đây mọi người ơi, kiềng đây nha. Nào lắc tay kiềng đây mọi người ơi. Lắc tay kiềng đây nha, kiềng đây nha, kiềng tay đây nha, kiềng tay đây nha. Kiềng tay đây nha mọi người, cực kỳ đẹp luôn nha. Chị đeo mẫu một cái. Chị đeo mẫu một cái cho mọi người xem nhé, xem giá nhé. Đây, đeo mẫu một cái kiềng nhé. Đeo mẫu một cái kiềng cho mọi người xem nhé. Chị ơi, em vừa nhân lên tí yêu, chị đổi son lấy vòng tí yêu cho em nha. Chị bảo rồi mà. Em nhiều son quá. Ừ thì chị tặng vòng mà em. Chị tặng cho em vòng tí yêu mà. Anh Bin. Đây nha, đây nha, lắc đây nha mọi người ơi. Lắc đây nha, kiềng tay đây nha. Lắc kiềng đây nha, lắc kiềng đây nha. Đấu giá nha mọi người ơi. Đấu giá kiềng nha mọi người. Chứ có nhận quà sao liên hệ chị được. Ơ em ơi, bên chị tự liên hệ mà em. Comment số điện thoại là có hết nha. Có rất nhiều bạn nhận quà rồi nha, không phải. Nào nào, bắt đầu chị đấu giá nha. Chị đấu giá đây, có những cái mặt này này. Mặt đá này, mặt cá voi này, mặt đây này, mặt có mẫu là một hàng đá, có mẫu là hai hàng đá này. Đây là một hàng đá này, một hàng đá đây là mặt chị đang đeo là hai hàng đá này. Đây, bắt đầu chị sẽ bấm giờ nhá cho việc lắc tay nhá. Hôm nay chị đấu giá cực kỳ thấp cho mọi người thôi, 180k cho một lắc nào. Ok ok Linh Miền nào. Ok ok chị bấm nha. Anh Bin ơi, em là nữ thì chị đeo hộ mà. Chị vừa thử cho em rồi đấy. Chị vừa thử là vừa tay chị thì chị nghĩ là vừa tay em. Nào, 180k nào. 180k một kiềng nào. Bắt đầu đấu giá đi mọi người ơi. Ra giá đi để mình ấn giờ nào. Ra giá để mình ấn giờ nào mọi người ơi. Một trăm tám mươi k một kiềng nào. Bạc si vàng nha mọi người ơi, nhớ là bạc si vàng nha, bạc si vàng nha, bạc si vàng nha. Ấn giờ nha. Rồi ok, bắt đầu có giá 181 rồi chị Khang. Chị ấn giờ nha, bắt đầu ấn giờ nha mọi người ơi. Vào đi, vào đấu giá đi ạ. Ấn trong 2 phút thôi nha mọi người. Mọi người chỉ đấu trong 2 phút thôi. Mọi người ơi, vào đi mọi người. Đấu đi mọi người. Mỗi chị Khang thôi à, 181k thôi à. Sắp hết 2 phút rồi mọi người vào đấu đi. Sắp hết 2 phút rồi mọi người ơi. Nào, vào đấu đi mọi người ơi. Mua một sản phẩm tặng thêm một sản phẩm nữa nào. Mua một sản phẩm tặng thêm một sản phẩm nữa nào mọi người ơi. Nào chốt đi mọi người. Mọi người ơi, nào nào, sắp hết giờ rồi đấy mọi người ơi. 1 phút nữa thôi mọi người ơi. Chị ship bưu điện hay kiểu gì ạ? Chị ship code bưu điện nha em ơi. Chị ship bưu điện, ship toàn quốc nha. 182 là Ngọc Trinh Nguyễn. Nguyễn Ngọc Trinh. 182k. 185k là bé Linh. 185k là giá cao nhất sắp hết giờ rồi mọi người nhé.
Còn 10 giây nữa thôi. Còn 20 giây nữa. Nào ra giá đi mọi người. 185 là bé Linh. 186 chị Khang. 186 chị Khang. Nào mọi người ơi, như thế nào? Hết giờ rồi nhá, chuẩn bị hết rồi nhá. Chuẩn bị hết giờ rồi nha mọi người ơi. 190k. Bé Linh. Hết giờ nha. 190k là giá cuối cùng nha. 190k là giá cuối cùng nha mọi người. Thích mặt gì comment vòng cho chị nào. Comment số điện thoại. Comment số điện thoại cộng mặt cho chị nào. Comment số điện thoại cộng mặt. Ví dụ đây là mặt cá heo này, cá heo vàng này. À cá gì nhỉ? Cá voi vàng này, cá voi trắng này. Mặt chấm bi đỏ này. Mặt là một hàng đá này. Hai hàng đá này. Đây. Comment số điện thoại đi. 190k nha. Ghim cho chị đây. 190k. Xong rồi chị. Đùa ấy. Chị ra giá đúng là 180k là giá khởi điểm mà các bạn là đấu đúng là lên được 190k sợ được. Ok bé Linh cá heo trắng. Cá heo trắng bé Linh nha. Lát nữa mọi người nhớ để điện thoại cho chị nha. Mọi người ơi, nào 190k nào, 190k. Nào comment số điện thoại nào, comment số điện thoại cộng vòng mặt gì cho chị nào. Cộng vòng vòng mặt gì cho chị nào. Ship về Đoan Hùng bao nhiêu chị? Em ơi Đoan Hùng à, em ở Đoan Hùng à? Phí ship là tùy tầm 20, 25, 30k nha em nhá. Tầm đấy nhá. Tầm đấy em nhá. Em 191 chiếc mà chị Khang ơi em cứ comment đi. À bây giờ chị sẽ bán cho mọi người giá 190k. Chị Khang ơi comment số điện thoại đi. Comment số điện thoại cộng lắc mặt gì nào. Lắc tay bao nhiêu? Em ơi chị đang đấu giá với giá 190k nhá Đỗ Trinh nhá. Em ưng mẫu nào nào, ưng mặt nào nào, ưng mặt nào comment cho chị. Lắc tay à, số điện thoại cộng 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 mặt nào. Mặt gì? Ví dụ như mặt là chấm bi này, mặt cá heo này. Mặt đấy nào. Nguyễn Hương Trà chị gửi hàng rồi nhá. Em ơi cái đấy là tùy phí bưu điện nha em nhá. Tầm 325 em nhá. Cái đấy có phai nhanh không chị? Bé Linh ơi không phai nhanh đâu. Em mua màu trắng là nó không phai đâu em nhá. Không phai nhanh đâu em nhá. Không phai đâu em nhá. Giữ chỉ mọi người chỉ tránh cho chị là cho nó tiếp xúc với xà phòng ít thôi. Ví dụ tắm thì mình tháo ra thế thôi. Mỗi kiêng xà phòng thôi. Gọi là kiêng xà phòng nhá. Nên là tắm chịu khó bỏ ra nhá. À hỏi lắp bi ấy. Lắp bi tay à em? Tay hay là ấy đấy? Tay à em? Lắc tay hay là lắc cổ? Lắc tay hay là lắc cổ lắc bi này? Nào, cả lắc bi luôn nào, 190k luôn nào. Cả lắc tay luôn đi. Giá 190k luôn đi. Cả lắc tay luôn đi. 190k luôn đi. Bạn nào nào, bạn nào thích nào. Cả lắc tay 190k luôn đi nào. Chị ở Tuyên Quang em nhá. Chị Khang ơi, chị ở Tuyên Quang nha. Ưng mẫu nào comment luôn cho chị số điện thoại nào. Số điện thoại cộng mặt cho chị nào. Có em ơi, kiềng cổ Chanel chị có nha. Sao không thấy? Đây này, cái đôi này là cái đôi hôm qua là hôm qua chị like đấy. Chẳng qua chị không đeo, hôm nay chị mới đeo mà. Ở đây hết mà em, có đấy mà. Lắc bi kia là bạc hả chị? Ừ, si bạc em nhá. Màu trắng nhá. Nào mọi người ơi. Lắc nào, toàn bộ lắc mềm, lắc kiềng nào. Để cho mọi người giá 190k luôn nào. Comment luôn cho chị số điện thoại cộng mặt luôn nào. Đỡ mất thời gian mọi người nào. Đỡ mất thời gian, tại vì là chị cứ rơi đi rơi lại mỏi quá.
Chị Khang ơi, chị Khang, chị Khang, em lấy cái gì em? Chị Khang lấy cái gì? Từ lúc nãy chị thấy em đấu giá mà chả thấy em mua được cái gì cả. Chị giơ mỏi hết cả tay rồi. Thích nhẫn thì em nói luôn cho chị từ đầu là nhẫn đi. Chị giơ hết nhẫn hết lấy ra rồi xong bắt đầu là em chả mua được cái gì cả, dây chuyền, dây chiếc em không mua được gì cả, quay sang nhẫn. Chị giơ mỏi hết cả tay suốt từ nãy rồi ấy. Các bạn lấy gì comment luôn cho chị nào. Lắc trắng á em ơi, lắc trắng à? Đỗ Trinh. Lắc trắng đấy á. Đợi chị tí nha, lắc trắng nha. Đây cái lắc trắng lấy chị vừa tháo ra. Chị Khang ơi, thế em muốn vòng hay là em muốn lắc? Em muốn vòng hay lắc nào? Comment suốt từ nãy mà chưa mua được một cái gì cả. Kén quá cơ ấy. Cái đồ nào cũng đẹp nên không phải kén nha mọi người ạ. Kiềng chị đeo ý. À đây, cái bi đây chị đeo đây em. Cái dây này chị đeo đây. Đây cái kiềng, cái này là không phải là cái kiềng, đây là vòng mềm nhem nhé. Còn cái kiềng Chanel khác nhá. Kiềng Chanel chị có cả kiềng Chanel nhé. Đeo cả hai rồi xem ạ. À. Đây nha, lắc bi đây, nếu mà mua một bộ đây. Mua một bộ đây em. Đây này em ơi. Lắc bi 190k nha em nhá. 190k nhá. Lắc bi nhá. Nhìn thấy chị đeo không? Đây. Mọi người ơi nhanh lên, mọi người có nhu cầu mua cái gì thì nhanh lên rồi chị tí. Đeo vàng vàng mà chấm bi như này à em? Đỗ Trinh. Cái gì ai nhẫn Nguyễn Nhân thì Nguyễn Nhẫn thì em kiểm tra em. Đeo vàng em xem vàng 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 bi hay là vàng ấy em? Vàng bi hay vàng Chanel? Đây này có, chỉ có vòng kiềng Chanel nha. Có vòng kiềng Chanel nha. Vàng tay bi vàng không có em ơi. Chị hết rồi em ạ. Chỉ có bi trắng thôi em ạ. Chị còn có cả kiềng 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 Chanel nha em nhá. Có cả kiềng Chanel nha. Nào còn 9 người xem bốc nốt thăm nào. Bốc nốt thăm để cho mọi người rồi là chị ấy nào. Lắp đi nào. 190k. À đâu 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 rồi. 190k lắp đi. Nó tay bi vàng hết rồi ấy. À em ơi, hay là em thích mẫu này không? Bi này không? Em thích bi này không?
Chỉ có vòng này thôi em ơi. Đây, cái vòng bi này thôi em. Đây này em. Đây vòng này cực kỳ sang này em này. Đeo cái này đẹp lắm. Bao nhiêu vậy? Đây là vòng này đẹp cực kỳ luôn này. Bi đấy bao nhiêu? Chị bán luôn là 190k nha. Là với cái giá lúc nãy mọi người đấu giá nào. Bi này đeo cực kỳ sang luôn. Mọi người đấu giá lắc này chị bán theo cái giá lắc luôn là 190k thôi. Đeo đẹp lắm. Vòng này đeo đẹp cực luôn đấy. Ok. Đỗ Trinh, ok Đỗ Trinh nha. Ok Đỗ Trinh nha. Comment số điện thoại cho chị đi. Comment số điện thoại đi. Đẹp lắm đây này. Đây nó có cả cái đá liền liền này này, cái đá màu trắng liền liền này. Đấy, nó có hai mẫu này, cái này nó có cả màu trắng liền liền này. Có, ban mai xanh ơi, sẽ có quà. Comment số điện thoại đi. Comment số điện thoại cho mình đi. Chín mươi lăm kg đeo vừa không? Em xem nhá. Cái mẫu này à? 95 kg á? Cái tay 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 em nó nhỏ thì đeo. Tay em tay hả? Đổi cái này lắc đi trắng á. Thôi lúc nãy có một người đổi rồi mà. Đừng biết đâu. Không, không bị nhỏ đâu. Thì vì là tay mình đeo vừa mà. Nữ thì đeo vừa nha. Chẳng qua là 95 kg thì em sợ là nó hơi bị hơi bị ấy, hơi hơi bị chật. Chị ơi, 95 kg thì chị đeo cái vòng này thôi em đi. 95 kg là đeo vòng này nó có nấc ấy, nó có từng nấc này này, nó có từng nấc này mình có thể mình có thể chỉnh được. Còn cái này á, cái này là vừa zin như này cơ mà. Cho em lắc bi rồi, ok ban mai xanh, comment luôn cho chị số điện thoại đi em ơi. Ban mai xanh ơi, comment số điện thoại cho chị đi. Đỗ Trinh em lấy lắc bi rồi, ok. Hai bạn ơi comment cho chị đi. Comment số điện thoại đi rồi chị tặng thêm nhẫn nào. Tặng thêm nhẫn nào cho hai bạn nào. Em biết nhiều cồn. Nhiều cồn. Em bảo ghim cá heo trắng đi. Bảo ghim cá heo trắng. Lát nữa sẽ có bạn rồi em ơi lấy lắc bi rồi thì comment luôn cho chị số điện thoại đi em. Đỗ Trinh rồi, ok có của Đỗ Trinh rồi nha. Chị tặng em thêm cái nhẫn 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 kim tiền vàng nha. Có Đỗ Trinh rồi. Ok ạ, đúng rồi ạ. Hoàng Thúy ơi đúng rồi, ban mai xanh chị có rồi nha, chị tặng em nhẫn kim tiền luôn nha. Mua một lắc được tặng thêm một nhẫn kim tiền nha. Mua một lắc được tặng thêm một nhẫn kim tiền nha. Hai bạn đây. Được rồi, bình nước cuối. Của Đỗ Trinh mấy này của ban mai xanh đấy, ban mai xanh gửi số. Hoàng cái gì nhỉ? Hoàng Lũy, Lũy Hoàng Thủy à? Lũy Hoàng Thủy ạ. Chị ơi, chị có lấy cái like không để em tặng luôn nhẫn nào? Còn một cái cuối cùng là lắc bi rời này. Lắc bi rời còn một cái nữa thôi, còn mỗi cái này nữa thôi. Thì để em tặng kèm với nhẫn nào. Lũy Hoàng Thủy đâu ạ? Tặng nhẫn kim tiền em ơi. Giá 190k. 190k. Một trăm chín mươi k nha. À rồi ok, ban mai xanh. Em có có mà, trời ơi cái tay chị cũng bé tí. Cái này dễ đeo mà.
6:33 rồi. Còn ai có còn còn một chiếc lắc nữa? Có ai lấy nữa không? Còn một chiếc lắc rời nữa, có ai lấy không thì tặng quà luôn à? Vũ Lý Thành, đây là ấy nha em nha, đây là bạc si vàng em nha. Bạc si vàng em nha. Linh Miền ơi, lát nữa sẽ có bạn gọi điện để check em nhá. Xong là em gửi nhá. Lát nữa sẽ có bạn gọi điện để check nhá. Để check địa chỉ của em nhá. Đỗ Trinh, Đỗ Trinh xem em xem cái đơn của Đỗ Trinh là ba món rồi à? Đỗ Trinh lấy mấy cái rồi? Nếu mà ba món thì free ship em nhá. Có mỗi một cái được tặng thôi mà. Với vòng tí hưu em trúng thưởng. À nhưng mà em chị đang nói là ba món, nhưng mà ba món thì phải ba món em mua cho em. Em mua một món là được tặng cả hai thứ là còn gì nữa. Bạn ấy chơi lúc nãy mini game được một trúng một cái vòng và tặng thêm một cái nhẫn nữa. Phải là ba món em mua nhá. Mọi người ơi, hẹn mọi người tối nay nhá, hẹn mọi người tối nay vào bốc thăm trúng thưởng tiếp nhá. Vì là bây giờ mọi người chắc là giờ chiều này mọi người cũng là giờ cao điểm, mọi người đi chợ bố hết rồi. Không tương tác nó hơi bị thấp. Nên là tối nay 8 rưỡi nhá, 8:30 mọi người vào nhá. 8:30 nha mọi người. 8:30 mọi người vào nhận quà nha. 8:00 tối nay nha mọi người ơi, 8:30 nha mọi người, nhớ nhá. Nhớ giờ để vào chơi mini game nhá mọi người. Chào mọi người nhá. Dây vàng kia bao nhiêu tiền? Dây vàng chị đang đeo á? Vũ Thành Lý ơi, dây vàng chị đang đeo hay là dây nào? Có nhiều dây lắm em ạ. Dây vàng kia bao tiền chị? Cái dây chị đang đeo à em? Dây nào bảo chị nốt nữa em. Dây nào em comment luôn. Dây ở đâu ở đâu? Dây cổ à hay là dây gì? Dây nào nhỉ em nhỏ? Dây đang bày á? Ừ chị biết rồi, chị biết là nhiều dây lắm. Tức là em muốn dây cổ mềm hay là dây cổ kiềng? Em muốn dây cổ mềm đúng không? Thì chị sẽ cho em xem dây cổ mềm. Em muốn dây cổ mềm đúng không? Dây cổ mềm đúng không? Ok. Đây dây cổ mềm đây chị ấy nhé. Xem xem nhé. Tự nhiên có một cái mặt. Ban Mai Xanh ơi, tối nay hẹn em 8:30 nha em nhá. Tối nay hẹn em 8:30 em vào nhá. Bây giờ em đi có việc đi. À em đi. Tối nay 8:30 vào nha em nhá.
8 rưỡi vào bốc thăm trúng thưởng nha. Dây mềm này em ơi, dây mềm nhá, dây mềm có hai mẫu này nhá, hai mẫu này nhá, với lại mẫu này nữa. Vũ Thành Lý đâu rồi? Dây mềm đây nhá. Vũ Thành Lý đâu rồi? Đây dây mềm đây nhá. Vàng đây em ơi. Dây vàng này em ơi. Dây vàng này em ơi. Đây này cực sang luôn này em này. Đeo đẹp lắm ấy. 220k nha em nhá. 220k là chị để lại cho em 200. Còn có duy nhất mỗi một cái dây này nữa thôi. Mẫu này còn duy nhất một cái này nữa thôi em ơi. Đây này, em nhìn cái mắt nó này. Sang chảnh không này. 220k nha. Nhẫn Nguyễn. Chị tặng em thêm nhẫn được không ạ? Hả? Nhân viên có một cái gì rồi nhỉ? Có Thành Lý Vũ ơi, chị tặng cho em nhẫn nào. Nào comment số điện thoại đi nào, comment số điện thoại để chị 220k này, comment số điện thoại để chị tặng luôn nhẫn nào. Nhẫn tình yêu nào. Rồi ok tặng. À nhấn kim tiền vàng nào. Comment luôn nào, comment luôn số điện thoại nào để chị chốt luôn nào. Đây này em ơi. Comment luôn cho chị số điện thoại nha. Đây này em ơi, nhấn ở đây. Nhấn kim tiền vàng đây em. Nhấn kim tiền vàng đây em. Nguyễn nhấn ơi, để tối nay nha em nha. Để tối nay chơi game chị tặng nha. Nguyễn nhấn nha. Nguyễn nhấn để tối nay chị vào chơi game chị tặng nha. Nào Vũ Lý Thành. Nhấn đây em nha. Nào em chốt thì comment luôn số điện thoại cho chị nào. Comment luôn cho chị số điện thoại đâu em. Đây này vàng. Ok nha, ok. Lý Vũ Thành, Vũ Lý Thành nha. Bây giờ em có chốt không nào? Comment luôn cho chị số điện thoại nào. Để chị em mua dây chuyền thì chị tặng một nhẫn nào. Nào mua dây chuyền giá 220k tặng một nhẫn kim tiền vàng luôn nào. Comment luôn cho chị số điện thoại nào. Chốt thì comment luôn nha. Còn có mỗi một cái dây này, mẫu này còn một dây này cuối cùng đấy nha em nhá. Chị uống đi sáng. Ui. Tám giờ ba mươi em nha, tối nay 8:30 nha. Em có chốt dây chuyền mấy lại tại để tặng nhẫn không thì chốt luôn cho chị đi. Ờ đúng rồi em nhá. Đúng rồi nha, gái xinh nha.
Chỉ tránh cho chị mỗi mỗi xà phòng thôi em nhá. Đi đâu mình đeo cho nó sang luôn. Thành Vũ Lý thì chốt thì comment luôn số điện thoại đi. Đeo cái nào đó. Mọi người ơi, tối nay nhớ là 8:30 nha. 8:30 mọi người vào nha. Vào để chơi game tặng quà nha. Chị like ở đây được mấy buổi rồi nhỉ? Like cái này này. Cắt đây, cắt đây, cắt đây. Chào mọi người nha, tối nay nhớ là 8:30 nha mọi người.